Chó bầu bao nhiêu ngày thì đẻ, chó mang thai bao nhiêu ngày thì sẽ đến ngày sinh? Đấy là câu hỏi của rất nhiều người, những cái người mới lần đầu nuôi chó. Cái này thì với tất cả các giống chó nó đều giống nhau các bạn nhé. Cái về cái số ngày bầu, chó bầu bao nhiêu ngày thì đẻ thì tất cả các giống chó nó đều giống nhau, là cái thời gian đẻ thường thường con chó nó bầu ấy là nó sẽ bầu khoảng 60 đến 62 ngày, là chiếm đa số nhiều nhất. Là 60 đến 62 ngày bầu thì nó sẽ đẻ. Tuy nhiên là sẽ có những con nó đẻ sớm hơn và có những con nó đẻ muộn hơn. Nhưng nhìn chung là cái thời gian bầu của con chó nó nằm ở trong khoảng từ 58 cho đến 65 ngày là chiếm 99% số lượng các cái ca bầu và đẻ từ 58 đến 65 ngày. Dưới 58 ngày bầu thì có thể coi nó là chó sinh non. Quá 65 ngày thì có thể chúng ta sẽ phải xem xét xem nào cái sức khỏe của thai nó có tốt hay không, hay là nó có một cái vấn đề gì đấy. Nhưng có những con nó đẻ muộn, nó có thể lên đến 67, 68 ngày mọi người nhá. Nó vẫn đẻ cho con hoàn toàn bình thường, nhưng nếu qua 65 ngày thì chúng ta nên kiểm tra cho con chó, xem là chúng ta nên cẩn thận, chúng ta kiểm tra xem nó có vấn đề gì không. Còn chưa chắc nó đã có vấn đề. Ok, mình nhắc lại là tất cả các giống chó, cái thời gian bầu, thời gian mang thai nó đều như vậy. Và cái thời gian mang thai người ta sẽ tính là từ cái lần lấy giống cuối cùng, mọi người nhá. Từ lần lấy giống cuối cùng. Có nhiều bạn đặt cái câu hỏi là nếu trong cái trường hợp mà cái con chó nó sinh non thì nó có vấn đề gì không? Mình sẽ nói về cái sinh non trước, tức là cái con chó dưới 58 ngày thì nó đã đẻ rồi. Thì ở trong cái câu chuyện sinh non này ấy, nếu mà nó sinh con chó con nó sinh non khoảng 5, 6, 5, 7 ngày thì có thể ok, cái con chó con sức khỏe nó vẫn đảm bảo, nó chỉ là nó chưa phát triển hết. Mọi người sẽ để ý, mọi người sẽ thấy là những trường hợp như này thường ấy, là những trường hợp sinh non như vậy thì các con chó con nó đẻ ra nó sẽ chưa phát triển hết được cái lông. Nó có thể lông chỗ này dài, chỗ kia ngắn, nó không đều đó. Nhưng trong cái trường hợp nếu mà nó sát ngày, nó 56, 57 ngày mang bầu thì có thể là cái con chó con nó vẫn khỏe, nó vẫn sống được. Nếu mà chúng ta bổ sung cho cái con chó mẹ, ở trong cái quá trình mang bầu chúng ta bổ sung đủ dinh dưỡng cho con chó mẹ thì cái con chó con nó đẻ non 1-2-3 ngày có thể nó vẫn sống bình thường và nó về sau nó phát triển hoàn toàn bình thường. Giả sử như là cái đồ bổ sung cho con chó mẹ là cái chibi này, mọi người tham khảo cái chibi này bổ sung cho cái con chó mẹ mang bầu rất là tốt, là cái con chó con khi mà nó đẻ ra ấy, là con chó con nó sẽ rất là khỏe. Và mình nghe rất nhiều cái trường hợp nói là con chó con sinh non cho ăn cái chibi này nó vẫn cứ tốt, con chó con nó vẫn khỏe bình thường nha mọi người nhá. Dù là khi con chó con nó đẻ ra ấy, là lông nó còn đang chưa mọc hết, nó bị thiếu ngày 5, 6, 5, 7 ngày. Chứ nếu mà không bù cái chibi này thì thường là nếu cứ thiếu ngày thì con chó con nó khó sống là lắm, bởi vì con chó con nó yếu, nó chưa phát triển hết như là cái mà nó cần khi mà nó bầu đủ ngày. Ok, xong đấy là xong cái trường hợp mà cái con chó con nó sinh non dưới 58 ngày nhá. Trường hợp thứ hai là cái con chó mẹ nó bị bầu dài ngày, bị bầu già ngày. Thì thực ra mà nói là khi con chó nó bị bầu già ngày quá nó cũng không phải là tốt. Tốt nhất là nó vẫn là nằm ở trong khoảng 60-62 ngày thì sẽ được là đánh giá là tốt nhất, an toàn cho con nhất. Còn khi nó bầu, con chó mẹ nó bầu già ngày ấy, thì nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng thường là cái nguyên nhân của nó là do cái một ảnh hưởng thời tiết, hai là cái số lượng chó con nó ít thì thường là cái thời gian bầu nó kéo dài. Tức là giả sử nha, số lượng chó con nó ít hay nó nhiều thì nó theo từng giống chó. Giả sử như giống rốt này, cái trung bình cho nó đẻ thì nó sẽ đẻ 8 con đến 10 con một lứa. Thì với những cái lứa mà nó chỉ bầu 3 con hay 4 con hay là 5 con nó sẽ tính là ít con. Thì trong những cái lần bầu đấy, cái thời gian bầu nó sẽ kéo dài, thường nó sẽ kéo lên khoảng 64, 65, 66 ngày nó mới đẻ, chứ nó không phải 60, 62 ngày như đa số các cái trường hợp khác.
Cái số lượng cho con ít hay là nhiều, mang thai cho con nhiều hay là ít thì nó tùy thuộc vào giống chó. Đó, giả sử như với những cái giống chó, giả sử như poodle chẳng hạn, trung đường trung bình. Nó đây, giả sử như là poodle đây, nhà mình cũng có nuôi poodle. Ok, mình ngồi đây. Giả sử như những như giống poodle chẳng hạn, trung bình nó đẻ 3 con, 4 con, 5 con thì nếu mà nó bầu một con hoặc là hai con có thể coi nó là bầu ít, cái thời gian đẻ nó có thể kéo dài. Nó đầu bầu 4 5 con coi như là bình thường, 3 4 5 coi như là bình thường thì cái thời gian mang bầu của nó sẽ như bình thường và đa số nó sẽ đẻ sau cái thời gian mang bầu khoảng 60 đến 62 ngày là chiếm đa số. Với những cái giống như là ở mảng mảng ở giữa mà cũng rất nhiều người nuôi, như cho ta chẳng hạn, như các cái giống cho ta ở cái khoảng cân từ 15 cho đến khoảng tầm 25 cân, có rất nhiều giống Phú Quốc này, Mông Cọc này, Bắc Hà này, hay là cho ta bình thường. Thì mình đơn cử như là con chó Mông Cọc, cái thời gian con chó hơ Mông Cọc, cái thời gian mang bầu của nó, với cái số lượng chó con mà nó từ 3 con trở lại thì thời gian mang bầu của nó có thể kéo đến 63, 64, 65 ngày. Nếu mà nó 4 con, 5 con thì nó thường nó sẽ đẻ đúng ngày. Đó, với đấy là với giống Mông Cọc, còn với giống Phú Quốc thì nó mang thai nhiều hơn. Thì với cái lượng chó con nó có thể 6, 7, 8 con, 9 con thì nó sẽ đẻ đúng ngày. Còn nếu nó chỉ có 2, 3, 4 thì nó sẽ đẻ muộn hơn, tức là ít con thì nó đẻ muộn hơn mọi người nhé. Còn hầu hết các cái trường hợp mà đẻ sớm 5, 8, 5, 9 ngày ấy, là có thể nó rơi vào những con chó mà nó bầu quá nhiều con, nó cũng có thể ra cái tình trạng đấy, tức là cho con nó căng bụng, bụng nó căng quá thì cái cơ chế nó sẽ đẻ sớm. Còn đa số là nó sẽ nằm ở trong khoảng 60 đến 62 ngày tính từ ngày lấy giống cuối cùng mọi người nhé. Không cần biết mọi người lấy giống bao nhiêu lần, nhưng tính từ lần lấy giống cuối cùng thì thường nó sẽ nằm ở trong khoảng từ 58 đến từ 60 đến 62 ngày là chiếm đa số, và từ 58 đến 65 ngày thì chiếm 99% cái số lượng chó đẻ nó sẽ nằm trong khoảng đó. Cái biểu hiện của cái con chó nó sắp đẻ thì mọi người sẽ xem cái video ở góc màn hình. Mình có để tác cái video góc màn hình các cái biểu hiện của con chó đẻ, nó thở gấp hay là nó bỏ ăn hay là thế này thế kia đó, mọi người sẽ xem kỹ ở cái video đó ở góc trên màn hình nhá. Thì có cái chibi này mọi người nên lưu ý, nếu mà khi mọi người có chó bầu mọi người nên lưu ý là khi mọi người bổ sung cái chibi này, con chó con đẻ ra nó khỏe hơn rất nhiều, con chó mẹ đẻ nó không bị mệt, và nếu không may nó rơi vào cái trường hợp nó đẻ non thì con chó con nó vẫn ok, nó vẫn khỏe, nó vẫn sống được mọi người nhá. Còn nếu mà giả sử như là trước đây ấy, khi mà chưa có cái chibi này, chibi nó có từ năm 2017. Nếu mà khi chưa có cái chibi này thì hầu như nếu mà cứ cho con mà cứ đẻ dưới 58 ngày, 56, 57 ngày là nó chỉ sống được 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày thôi là nó sẽ rụng dần chứ nó không có sống được. Đó thì là mọi người lưu ý. Ok, hy vọng là cái video này nó sẽ có ích cho các bạn mà mới nuôi chó, các bạn sẽ có một cái thông tin chính xác nhất và đầy đủ nhất về cái thời gian mang bầu, thời gian mang thai của con chó. Tất cả các giống chó mọi người nhá, mình xin nhắc lại với mọi người là tất cả các giống chó nó đều ở trong cái khoảng đấy. Những trường hợp hy hữu có thể con chó nó đến 67, 68 ngày nó mới đẻ là những trường hợp hy hữu, chứ 70 ngày thì mình chưa có nghe bao giờ cả. Có thể cũng có nhưng nó lại vô cùng hiếm. Hay là những cái trường hợp mà dưới 58 ngày bầu nó đã đẻ rồi thì thường là nó là đẻ non. Video mà hữu ích thì mọi người cho xin like và share mọi người nha. Và mọi người có cái thắc mắc, có cái câu hỏi gì liên quan đến chăm sóc chó thì mọi người để lại bình luận dưới bất kỳ video nào. Thì có nhiều người hỏi thì mình sẽ có cái video chia sẻ với mọi người. Ok. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé.